Vũ xin chào bà con đã trở lại cái live mới của em. Thì hôm nay em đưa lên hai cái bộ gấp cạc te. Đó là của Gim 125 tháo trong chiếc xe ra. Đó. Thì em bán cho khách hàng thì cái anh khách này anh lên chiếc Supreme là từ cái bô Gim 125 nè, cái gác chân nhôm nè. Đó. Cái phục trước nè, câm đùm niền vỏ ruột nè. Đó, má đùm rồi luôn đó. Thì mình đưa gắt chân nhôm luôn nè. Còn cái yên tim lửa là anh chưa vô, đây là cái bộ gấp cạc te này vô chiếc Supreme nha bà con ha, là vừa y chang rồi phuộc sau của mình nè. Nó cặp bánh luôn nè ha, bán đi đó. Gắt chân nhôm luôn. Đó, thì cái gấp cạc te vô là vừa y chang không có chế. Đó, còn cái gắt chân nhôm vô nè, rất là lực lưỡng cái xe, nhìn cái xe nó ngầu nè ha. Thì cái mình dọn cái đầu rin á thì nó sẽ lâu phai, lâu hư. Thì thí dụ gấp cạc te và cặp bánh này, phục trước phục sau này chúng ta xài biết chừng nào hư. Cái vỏ này đi chở người là đi 30.000 cây luôn chứ hư, cái vỏ này rất là bền. Còn chở đồ thì không có bao nha. Còn câm này, câm dành này chúng ta xài từ mười mấy năm nó mới hư. À, bây giờ đô thì quá nông thôn hết trơn rồi. Đâu còn mà đường đất mà để dính đất nó hư nữa. Đây là cái bô Gim 125 nè. Đó, cái bánh má gấp đồ vô rất là can nhau con ha. Super Gim dạng tuyệt ha. Đây là phuộc trước với cặp bánh Gim 125 nè ha, cái má đùm vô rất đẹp không, vỏ nó cái gai nó độc chiêu cà bại lắm. Nó phuộc trước vô thì ở trên người ta vẫn bắt vô được đó, chỉ cần ống chỉ thôi nè, phuộc trước một phe nè ha, nhưng mà người ta vẫn bắt vô được nè. Đó, thằng Gim thì hai phe bắt vô được chân à, yêu cầu đưa bộ lon là bắt à. Còn cây bô này giờ anh đi cái cổ, anh cắt cái cổ bô Gim 125 nè, anh cắt cái cổ đi cổ titan lại ha. Dọn cái xe tâm huyết nè, nhìn cái hình từ xa thì chúng ta thấy là từ cái phần bô Gim 125 á, đời 2022 bô hàng cọp á, thì em bán là 2.4 triệu. Cái bô nặng 4.6 kg, cái bô trong xe gã ga nặng 4.6 kg, rất là xuất sắc nha nè. À, giờ mình cắt cái cổ thôi rồi mình chế qua những cái xe khác. Để quan trọng là cái bô rin và cái nước xi rin thì chúng ta xài khoảng mười mấy năm nó có hư nổi nó chứ, nó đâu có hư cái đồ Gim 125 mà đâu phải chừng hư vậy đâu. Đây là cái gấp của cái cặt te của nó đây ha, đầu thì đời 22 đẹp keng, nó từ lòng trong là chưa có cái gì cho nghe bà con ha, đẹp rất là đẹp keng. Nhưng mà nó bị lo do cái sự vận chuyển á. Cơ hội vận chuyển thì ở đây nó bị mớp một miếng mình dạ trong nha, dạ chạy chỗ này. Đó. Nhưng mà chúng ta giờ xài bình thường không gì hết, còn cái gấp. Thì cái đầu lõi thì em bán xe rẻ. Cái gấp đời 22 của nó luôn nè ha. Gian vậy đó. Đời 22 đóng đách đời 22 ở đây nè. Không, không lõi không chạy vậy trơn, ngon lành lắm. À, có cái cục thun nè, rất là đẹp. Thì duy nhất bị lõi cái này thôi. Đó. Anh em hay chơi cái đầu bên vỗ bắn mắt, nhưng cái đầu mắt á, là cái đầu đẹp kìa. Còn cái đầu nào mà nó bị lõi á, là cái giá nó rẻ lắm. Cái bộ này là 1.6 triệu, anh em về mua quá trời rẻ luôn thiệt. Gim 125 mà cái nước sơn dày để mà mình đưa lên chiếc Supreme mình có 1.6 triệu à. Thì mình xài khoảng 15 năm lắm ơi. Rồi tiếp theo là bộ số 2. Vậy bộ chiều 6 nãy mình ghi số 1 đó, trên gấp đó, bộ số 2 nè. Cái bộ số 2 này thì cái cặt te á nè, xuất sắc, không có đối thủ luôn ha, không có đối thủ luôn á. Tại cái này trên xe hôm qua đi 1 lít xăng đó. Nhưng mà khi vận chuyển ở chỗ này nó hơi mớp nè. Giờ chúng ta có thể sửa hai chỗ này hay để y gì cũng được. Cái này là cái vỏ dưới, cái vỏ trên. Vỏ trên mặt tiền. Nhưng mà nó rất là lạng ha. Nè. Rồi chỉ mấp hơi nhẹ chỗ này thôi nha bà con ha. Rồi tới phần gấp, hai cái bộ này đi chung. Em chưa có rửa nữa. Mấy cái này thì nó cái hơi phèn á, thì chùi ra hết trơn à. Đắt. Nè, mới xuất sắc ha.
mấy cái bút lông hãng quẹt còn hết trơn ha. Cái đại thùng này nó mới nè. Hoàn toàn không chạy chóc vậy nha bà con ha. Mấy bút lông hãng quẹt còn luôn. Rồi cái bộ này thì cái này phải mớp không ta, hay là nó giống vậy ta, để coi cái bộ bên đây. Cái này là mớp quá. Cái này là mớp, mớp đây. Rồi, bộ nào theo bộ đó. Thì cái bộ này nó không có chày, không có chỗ, không có ấy, thì một mớp hơi chỗ này, nó chưa đáng kể, chưa quan trọng lắm, thấy không? Thì 1.7 đi. Đó, còn cái kia 1.6. 1.7 kìa bà con ha. Nhãn ship code cho bà con luôn, chưa có tiền ship nha. Rồi tuyệt vời, hai cái này cho qua. Thì tiếp theo sẽ là cặp bánh ghim 125. Cặp bánh ghim 125 là do chiếc bay hải đó. Hồi nãy là quay trên cái đưa lên hình cho bà con coi tham khảo chiếc Super hồi nãy đó. Thì cặp bánh ghim 125 này nè. Là này bánh, bánh căm đùm niền, vỏ ruột, má đùm, kẹp, bố thắng và nhông báo công tơ đề mét ghim ở trong xe gã ga hết trơn luôn ha. Đó, nhông nè. Hồi về đưa lên chiếc Super đó. Nè, ghim lùng 99 nè, 98, 97 rồi đó. Tem lửa nè, Super ghim nè, quan 110 Thái Lan nè. Quanh pha lóc trắng, lóc đen, quanh pha cộng nè. Lại vô cặp bánh này vừa y chang. Giờ chúng ta chỉ thọt cốt mà chạy thôi, không có làm gì nữa hết trơn á. Hình như là nếu mà cái dòng cúp tâm á là nó cũng vô được luôn á, mấy dòng cúp á. Tại vì đây là niền nhỏ. Cái tên của nó là Cam Đầm Niền Ghim 125, nhưng mà nó là niền nhỏ 1.2 và 1.4. Thí dụ cúp tâm nó vẫn là 1.2 và 1.4. Còn còn quay và ghim nó cũng 1.2 và 1.4. Nó vẫn nhỏ nhỏ nè, nó đâu có cọ cái lường đâu. Thì chúng ta thí dụ chúng dọn Super, dọn tem lửa là phải đi vỏ nhỏ và niền nhỏ, nó mới hợp cái xe của mình đó. Khi mình chở nặng hay chở nhẹ thì nó không có bị cọ lường. Còn bà con đưa cái vỏ lớn là nó sẽ bị cọ lường ha. Rồi cái bộ này trùng mã Cam Đầm Niền Ghim 125 hàng cọp xuất sắc đời 2022. Phải nói là từ là xuất sắc luôn đó. Là bà con coi nè, hàng ghim trong xe, cái xe của người ta, xe thùng đó. Xe này sẽ có chạy lướt, ví dụ xe thùng là 5-6 triệu đi. Người ta tháo bộ bánh ra đó, bán. Này xe chạy lướt nha, có 4.5 triệu à, đâu có quá đáng đâu. Nhưng mà ở thị trường Việt Nam làm gì có. Thì em đem về em bán cho mấy anh thì nó không có quá đáng. Vỏ ghim, đầu ghim, má ghim hết trơn. Này đưa vô là đó, giờ thọt cốt ngang mình chạy thôi. Xuất sắc ha. Đây, ập vô là lắm. Đó. Đắt đời 2022 đàng hoàng nha bà con ha. Thì mình dọn xe thì mình mua những cái đầu rin trên xe rớt xuống thì cái chất lượng nó sẽ xài lâu phai lắm, lâu hư lắm. Còn những cái đầu mới, những cái đầu mới, đầu chợ thì chạy sao mà cầm mau xuống quá, má đùm mau bong chóc nổ quá hay này kia nọ thì nó chất lượng nó không bằng. Với mình sơn lại á, còn đầu cũ mình khắc phục mình sơn lại thì nó không bằng. Thì quan trọng là cái túi tiền thôi. Cầm thái á thì cái độ cầm nó sẽ bóng bóng, thì cái độ mà hư hao nó sẽ chậm hơn. Còn đầu diệt của mình á thì nó nhám thì nó sẽ dễ bám bụi bẩn đất cát vô thì nó sẽ dễ hơn mục hơn. Dành cũng vậy, dành của người ta nó bóng ha, xi bóng lâu hư. Vỏ người ta cũng vậy, cái độ nhựa của người ta, cái độ nhựa của người ta nó sẽ mô lên, anh em dắt xe tới lui á nó sẽ giảm cái độ ma sát với đường nhựa, nhẹ xe. Cái đó là thứ nhất. Thứ hai là cái nhựa của người ta nó tốt ha, cái cách xử lý nhựa của người ta nó tới kêu bằng tới tới pin luôn ha. Thì cái độ hao mòn á khi mà chạy xe xa nó nóng lên thì nó không có bị nhão ra như vỏ của Việt Nam. Vỏ Việt Nam mình chạy xa nóng lên nó nhão ra, mau hư vỏ. Nó còn con ta là nó chậm hư hơn, nó cũng hư mà chậm hơn.
Còn cái phần bên trong tambour này thì xe đã qua sử dụng thì nó có cái hơi gỉ sét là bình thường, em lấy đồ em lau là xe hết thôi, không quan trọng đó. Bên trong cặp bánh đã qua sử dụng nào cũng phải bị như vậy hết. Rồi thì nguyên bộ câm đùm niền, má, kẹp, càng, bố, nhâm, vỏ ruột thì cái giá là bán ra là 4,5 triệu, chưa có tiền ship. Cái nào lớn tiền thì có cọc mới có ship, còn chuyển khoản đủ là bao ship cho bà con ha. Rồi clip này kết thúc tại đây, chúc bà con ngày mới an lành ha. Xin chào và hẹn gặp lại.